và các bạn rất hay. Châu số 03 chủ động tấn công số 13. Tuy nhiên châu số 13 đã né tránh châu số 03 và dồn ép châu số 03. Mặc dù là tầm thước của châu số 13 là so với châu số 03 thì không thể, về mặt hình thể là không thể bằng. Tuy nhiên nhưng mà châu số 03 rất là khôn khéo. À, với thể hình vượt trội thì việc châu số 03 đưa ra miếng đánh chủ động đầu tiên là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên là thật là ngạc nhiên, đến thời điểm này thì châu số 13 lại là châu đang có được cái miếng cáng đầu tiên. Rõ ràng cái việc mà chống chọi được với cái sức ép chủ động ngay từ đầu của đối phương như thế này thì đã giúp cho châu số 13 bình tĩnh trở lại. Và tôi tin là châu số 13 sẽ còn đứng vững trong thời gian nữa. Vấn đề ở đây là khả năng chịu đựng được sức ép trong vòng bao lâu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là thể hình nhỏ hơn nhưng mà chính châu số 13 vừa rồi là châu được lấy được cán châu số 03. Tuy nhiên là châu số 03 cũng đã kịp thoát được và miếng đánh cán của châu số 13. Không chỉ có ưu thế vượt trội về mặt thể hình thì kể cả thời gian thực chiến châu số 03 trong... Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là miếng đánh cán của châu số 13. Vâng, hoan hô châu số 13. Và tiếp tục là miếng đánh cán nhấc bổng châu số 13 lên của châu số 03 của châu số 13. Rất tay. Không chỉ có lợi thế về mặt hình thể thì trong những trận đấu vừa qua châu số 03 gần như là không mất quá nhiều thể lực ở những phút thực chiến. Trong trận đấu gần đây nhất thì châu số 03 gần như không phải tốn một giọt mồ hôi nào, bởi vì đối phương vừa mới nhìn thấy đã chạy ngay rồi. Và đây mới là thử thách thực sự đối với châu số 03. Đúng như các cụ thường nói, nhỏ nhưng mà có võ. Thực ra từ khi mà châu số 03 chủ động tấn công châu số 13, không những né tránh được miếng đánh của châu số 03 và châu số 13 lại còn liên tục ở vào thế đánh cắn và nhấc bổng cả châu số 03. Trong khoảng hơn 10 mét thì châu số 03 mới phá được thế đánh cắn của châu số 13. Nếu như không nói về mặt thông số, không nhìn về mặt thông số thì quý vị và các bạn có thể thấy được là gần như không có bất cứ một cái sự vượt trội nào về mặt diễn biến cho đến thời điểm này. Ý tôi muốn nói tức là thế trận đang rất là cân bằng. Điều đấy nó cho thấy là châu số 13 khả năng chịu đòn ổn. Và bên với cái việc mà châu số 03 chủ động tấn công nhưng mà chỉ là một miếng đánh dập nhanh thì tôi nghĩ là chưa đủ để có thể hạ gục được châu số 13.